xe đẹp, nay xe linh tinh tinh đủ thứ nha. Dọn cho nó gọn. Ừ, mấy cái linh tinh gì bán trả được. Mê chê đẹp ơi, mê chê đẹp ơi, du du du. Muốn gì đó đó. Tôi không muốn gì đâu. Mê chê này. Để xe ép hàng hàng ấy cần thì đo cái eo cho nó chắc chưa sai nó chuẩn đâu, hàng hàng hiệu nó sai nó mấy chế thấy em chấm chấm giùm cho em nha, sai nó không có không cái nào giống nào đâu. Vậy em đang kiếm cái like của em nó nằm đâu, của mình mà mình còn không biết nữa. Like mình không biết nằm đâu. Ai xem em cho em ABC gì để biết chứ. Trong hội nó hay ẩn lắm. 19k nha mấy chế ơi. Con có viết bài xong chưa? Lên mấy cái quần đùi này rất là đẹp nha. Đùi sọ phải 19k chứ. Ở đằng đó đó con đừng có hỏi nữa, mày đang làm. Rồi eo này là 70, 77 là ok nha. Mà sao nó là lưng thun. Rất là đẹp. Cái kiểu này nó có hai cái này giống như là mình về mình lấy dây xỏ vô cũng được hoặc mặc vậy cũng được nha mấy chế. Lên mã số 1 giùm em nha. 19k trời ơi. 19k là 19k em chưa chia sẻ rồi. Ai thấy em chấm chấm giùm cho em coi. Bị ngáo ngáo à. Không hiện comment. Em xíu được cặp kỹ thuật. Trặc kỹ thuật rồi, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu. Trặc kỹ thuật tí xíu, con đừng có phá nữa, con lo con viết bài đi. Tại vì mấy cái linh tinh này mới có bán. Thank you.
nhắn đủ đơn em đi đơn nha, em không dùng đơn. Đồ nhiều quá. Đi chốt coi kỹ, em không có xả sao la nha mấy chế. Mấy chế ơi, xả gì xả trên like giùm cho em. Rồi em tiếp một em đùi nha. Em đùi chất lưới lưới nè. Eo này 70 73 74 đổ về nha. Rồi, em này là lưng chết, cặp chết. 73 72 đổ về đi, mặt nó đẹp. 19k nha, lên mã lưới xanh. Không thấy em đâu hết nè. Cái này là đùa cái gì? Quần giả váy. Bán cái này mệt thiệt chứ. Quần giả váy nha. Cặp này cũng cặp chết. Eo 72 đổ về, 73 đổ về nha. Đo ngang eo nó 74. Nó 34 hay 74. Nhưng mà mình từ 73 đổ về đi, mặc cho đẹp. Lên mã vàng. Vàng. Cái này nó co giãn nhẹ nè. Co giãn nhẹ, eo 65 72. Mình đo cái lưng thun mà bạn ơi, đọc sai đâu có. Trời ơi, mỗi ngày mà em lên like là có người. Một là báo đơn bị gì đó, hai là đâu rồi, tiền đâu. Để em đi xíu nha cả nhà ơi. Con lên cô viết bài đi con. Sớm gặp khách sớm này cái này. Sao con viết bài đang mất tiêu cái khẩu trang nữa. Mọi người ơi, đỏ nha chị, đỏ nào em. Cái này màu cam cam nha em. Cái này chị thấy cái này nó hơi bụi bụi đây nè, em về em giặt nha. Eo này nó có thun giãn nhẹ thôi, eo 72 đổ về là ok. Chất kaki mềm á. Đó, về giặt nha, lấy thì ok nè. Cả nhà ơi, thấy em không? Trời ơi, ngày nào mà em like là cũng có người tới. Cái quần dán tua rua này đó, chả biết sai đâu. Này eo tầm 76 độ về mặt cũng được luôn nha, 70 76. Trời ơi, ngộ chưa. Lên mã tua rua. Ngân Thu ơi, lấy đỏ thì ok lại nha em. 19k lại đo eo lại dục mất. Này là khóa bên hông tua rua cho Huyền Trân. Khóa bên hông này eo 70 đổ về thôi nha. 69 đổ về đi, mặc cho đẹp. Tại vì cặp này cặp thấp. Eo 69 đổ về nó giả váy luôn nha. Lên mã xanh lạ. Hello Nguyễn Hậu. Cái bên máy đây nó không hiện. Tua rua cho ai quên nữa. Huyền Trân Phạm. Cái này cho Thu Ngân. Thu Ngân ngày mai ở hôm qua có một cái quần đùi á. Lát thì chốt luôn cho. Rồi con này
xinh quá đi nè. Xanh lá cho Ngân Thu. Rồi eo này 76 đổ về. Eo 70-76 xinh chưa? Lên mã ren trắng nha. Xanh lạ chứ. Ren trắng nha. 19k. Tiếp tục em nãy để size số 3 là tầm size F. Đo cái eo cho nó chắc. Này là lưng chết. Lưng chết này eo 66 đổ về thôi. Eo này 62-66 thôi nha. Lên mã vàng. Ren trắng cho Huyền Trân. Lên mã vàng. Có nào eo 90. Cái quần á hả? Hay áo. Cái này đẹp quá luôn. Nói chung là em cũng định lấy mặt mày em làm biến. Xinh chưa? Ủa con này siêu phẩm không đấy. Nhưng mà eo này là 69-70 đổ về thôi nha. 70 đổ về có luôn cái ấy nè, cái dây kéo thì ngoài sau. Lên mã đỏ đô, lên mã đỏ đô. Vàng, vàng cho Ngân Thu. Vàng này đúng không? Đơn em khi nào? Ủa, Ánh Dương. Chị ship bữa giờ lâu rồi mà, chưa được, chưa nhận được à. Ai đọc lộn mày. Ren trắng của Huyền Trân rồi, Hoàng Ngọc ơi, vàng của Ngân Thu. Đỏ đô đẹp quá luôn, do Hoàng Ngọc nè. Đỏ đô đẹp lắm. Em lên đít cái áo phong mỹ nha. Phong mỹ cũng 19 luôn nha mấy chế. Trời, phong mỹ ta bán 50k. Ai bán rẻ lắm cũng 100k3. Này tầm 53-54 kg đổ về nha. Lên mã số 1. Có thấy dao đâu chị? Ủa, Anh Dương là size lớn đúng không? Bình Dương chắc nó bị kẹt. Lên mã số 1 nha, rất là đẹp. Còn nguyên diện không nhão nha. Cái này có đệm cầu vai. Áo lệch tà. 53 kg đổ về đi. Áo lệch tà nha. Lên mã số 2. Tiếp tục bẹt vai. Crop top màu tím. Có à, crop top màu tím. Cái này 52kg đổ về là mặt đẹp nha. Lên mã tím. Tiếp tục em này giống như chất mông hay chất gì. Em chả biết kêu chất gì. Nhưng mà em bao đẹp cho mấy chế. Không có rành mấy cái hàng này. Bình Dương chị cũng không biết nữa. Nói chung là nó 19k nha mấy chế ơi. 19k có ghi trên bài nha. Lên mã cam nha. Em này 55kg độ về, 56 cũng được nha. Ủa trái tim này đẹp quá luôn. Ba lỗ nè. Von. Von ba lỗ. Von ba lỗ chất này rộng rộng xíu nè. Lên mã ba lỗ. Em tiếp một em phong của nam. Nam nữ mặc cũng được nha. Nam thì 65kg độ về, nữ thì 60. Con của em nó dẻ, nó giết gì về mới chế giặt nha, nó dính bụi. Con của con mà. Ôi con mặc chứ có vừa đâu. Nam 65, nữ 60, lên mã đen. Con mặc đâu có vừa đâu. Thì sao mẹ cho con? Không, tại bữa đó con lấy cho mẹ có cho con. Con viết bài đi Zara luôn nè mấy chế. Zara hở một bên nó làm kiểu ngộ. Này giống như len á. 55-60-58kg đổ về đi. Lên mã hở vai nha. Hở vai. Có quần jogger nữa đó mấy chế. Lên từ từ. Áo lưới mấy chế có xem không? Cái này giống như là mặc thành ba lỗ hay áo tăng tập gì cũng được luôn nha. Chất mỏng mỏng này, này 15 thôi. Lên mã 15. Này mặc bỏ đóng sơ vin vô cũng đẹp nha. 15, lên mã 15. Hở vai cho Huyền Trân. Rồi màu em đùi này. Chất kaki. Eo này, lưng này tầm 76 độ về. Tầm size ML á. Lên mã kaki. 19 tiền.
bán 39, không bán giá thì theo giá bán nha mấy chị. Cái này 29k nè. Đẹp chưa, lên nở sọc cam. Ba lỗ nè, 19k, 53kg đổ về. Lấy bôi được. Lên mã ba lỗ đi. Tiếp tục của em hoodie. Hoodie size này 56kg đổ về. Chất nó mềm mềm, chất giống như nó nhung nhung ở ngoài á, đẹp lắm. Ba lỗ kaki, kaki. Ngay cho chị xả linh tinh em ơi, cho nó gọn mấy cái quỷ này nó chật chỗ quá. Ba lỗ lại nè. À, ba lỗ cho chị Yến Nhi. Đây, hoodie đẹp lắm nha. Chất nó mịn mịn á, cho mấy chế trẻ trẻ hay là mặc gì đó. Con này mới lắm luôn, 29k luôn nha. Lên mã, lên mã sọc mũ đi. Chả biết con mã gì. Con này là con gì đây? Con đầm. Nó để size L nè. Nó để size L nha. 19 luôn nha mấy chế. Cái quần hay váy vậy trời. Nói chung độ mới cao nha mấy chế ơi, lên mã váy đi. Nó để size L nha. Lên mã váy, 60kg đổ về. 19k. Con áo khoác này cũng đẹp nè. Áo khoác mỏng. Mà cái này dính dính dơ và giặt nha, cũng 19 luôn. Lên mã này 60, 65kg đổ về. Lên mã khoác. Váy cho Huyền Trân công chúa. Bộ em chân váy cũng 19 luôn. Chân váy thì em phải đo. Chân váy này eo 73 đổ về. Eo 70-73. Eo 70-73 nha. Chất thô. Lên mã chân váy. Tiếp em chân váy nữa. Chân váy xếp ly sang chảnh chưa. Lại đó eo. Eo 76 đổ về. Eo 77 đổ về đi. Lên mã von. Cái von này đẹp nè mấy chứ. Ồ, em khoác nè. Em khoác này hơi dính dơ một xíu nha. Về mình giặt. Chất len dày cũng 19 luôn. Cái nào khác giá em báo. Chất len dày nha. Rất là dễ thương. Sang 60kg đổ về. Nó dạng xòe xòe cái tùng nè. Lên mã, mã sọc. Lên mã sọc. Trong hội không thấy cần em ta. Chế ơi, có thấy em không mấy chế ơi? Bên trong hội nó hiện trơn. Lên mã sọc nha. Chất len dày nha mấy chế. Em khoác nè. Khoác 100k3. Khoác dài ghê, 60kg đổ về nha. Khoác này là giống như chất da cá. Chất da cá nè. Nó khoác 100k3 dài quá luôn. 60kg đổ về. Nam nữ gì mặc cũng được nha. Lên mã khoác nè. Ôi em hoodie này quá đẹp luôn. Đây, cho mấy chế nào 55kg đổ về nha. 100k3 luôn nha. Mới lắm. Con này mới lắm. Lên mã trắng. Mới tinh tình tình. Con của em nhung của Chanel gì nè. 58kg đổ về. Ngoài sau là von. Em này cũng 19 nha. Lên mã nhung. Em nói không, không thấy ai. Không thấy một người nào nói luôn. Tiếp tục em khoác này 60kg đổ về nè. 100k3 lên mã mèo. Chất da cá. Mèo 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 mèo. Quần quần jogger nè. Size này S nhỏ thôi. Này chắc cô bé quá. Này cho bé mới chơi. 30. Bé nào cao thì 35kg đổ về. Còn thấp thấp thì tầm 25 nha. Cao thì 35, còn thấp 25kg thôi. Tại chất này chất thô không co giãn nè. 100k3 lên mã hồng. Mèo cho chị Yến Nhi nè. Rồi áo khoác này. Khoác này. Khoác dạng như thể thao luôn nha. Ủa quên, áo chống nắng. Áo chống
lên bắt cá cũng 100k3 luôn, lên mã len đi, dễ thương lắm, nó nặng. Vinh hỏi chả thấy ai nói gì chứ. Len rồi bộ em hung đi nữa nè, size này cái này mặc giữ gì cũng được nha mấy chế, trời body luôn này, để đạp xe đạp rồi là ngon, đẹp lắm nha, con này đẹp nè, 100k3 nha, size tầm size M á, 52kg đổ về nhận ơn, lên mã xanh đen. Size gì là cái gì em? Len có người chốt rồi nè, len cho Hò Hoàng Thu, ai có đơn nhớ vô chấm em cái đi. Em chốt cho nhanh nha, fanpage mà nó cũng ẩn, nó cũng bị spam. Su dài là 19k luôn nha mấy chế, SM lên mã su, cái ví của mẹ đâu rồi con, thấy ví của mẹ không? Không. Dạ không. Kê thấy lại cho mẹ đi, lên mã su. Con kia cái bo nó điệu ghê luôn. Cái này thì size S nè, size S nha. Lên mã len đen. Len đen 100k3. Sung cho ai? Tiên Nguyễn 20. Rồi em này là mặc thành áo tăng tớp nè mấy chế ơi. Dài hoặc mấy chế mặc áo đầm ở trong thêm cái áo dây nha. Mấy chế mặc gì đâu mặc. Đó. Trời ơi, mua thành tăng tớp đi mấy chế, cũng là 19k luôn nha. Lên mã lưới cho em nè, lên mã lưới nha. Rồi em này nay em bán 19k luôn. Cái này 60, cái này resize 50-60kg mặt đẹp. Lên mã lưới xanh 19k. Tiếp tục khoác, khoác ngắn. Trời ơi, cái keo đó là mẹ hết rồi đó con. Khoác ngắn, lên mã ngắn 19k nha. Làm kiểu ai mà áo dây đó, sợ mà mãi ấy á, sợ hơi sexy. Còn em size S nè, cái hiệu gì đây nè, size S, chất này có co giãn nhẹ, 100k3, lên mã đỏ nè, tuy là nó không phải màu đỏ. Em cũng cho nó thành màu đỏ. Ôi con này dày nặng nha. Cái này size SM. SM lên mã đen 2. Mấy cái này nó có dơ xíu về mình giặt nha. Đỏ 100k3 cho Tiên Nguyễn nè. Em xin tiếp. Nhung này 100k3 luôn nha, rồi đẹp quá luôn, còn tem 60kg đổ về, đen 2 nè, 60kg đổ về, lên mã họa tiết dùm cho em, rồi đẹp ghê, còn mới nha, cái này còn mới luôn, tem còn nguyên. Màu em nhung nè, Adidas 52-53kg đổ về thôi, lên mã xanh, cái này cũng 19 luôn nha. Mình chốt mã lưới mỏng này, ai chốt chưa? À cái này đúng không? Tiên Nguyễn ok nha. 19. Tiên Nguyễn nhận cái đơn trước chưa? Áo này chất len mà có mũ luôn nè. Này dạng dài quá ta. Em này 19 luôn đi mấy chế ơi. Lên mã sọc nâu cho nó nhanh. Con này xuất sắc luôn nè. Cái này ngoài bát mặt nha. Lạnh chất dày. Cái này kêu là gì á, em cũng biết nữa, chất dày nha, dạng cổ lọ chất dày, 58kg đổ về mặt đẹp, lên mã dày luôn đi. Sao có
cái bên đây á, hôm qua nó lấy thì bữa nay nó ship, chứ nó không đi ship liền như là trong ngày. Rồi em này 60 kg đổ về, mặc thành phơm giáo quần hay mặc váy gì, mặc ngủ gì cũng được nè. Cái mã sọc sọc đen 1 con hoa len hoa rất là đẹp nha, len họa tiết là rất là mắc tiền mấy chế. 55 kg đổ về, mặc đẹp nha, 100k3 sang, lên mã sang đi, sang lắm. Ở bên đây là em không thấy nó ẩn comment hay là không ai thấy nữa. Em đi chạy hội mà em. Cái này cũng là len gì đó. 60 kg đổ về nè. 60 kg đổ về, lên mã 60. Em này 100k3 luôn nha. Một em jogger này là nỉ, nỉ lót bông mỏng mỏng bên trong nha. Em này rất là mới luôn, size ML á, size ML này là mới 100% luôn. Này 100k3 luôn, lên mã hồng 60. 60 của Huyền 100k3. Gió nè, để bộ không có gì. Phát gió hiệu Calenzi luôn. Hồng cho hồng thu. Phát gió hiệu Calenzi 100k3 luôn nha mấy chế. Này 57 kg đổ về, lên mã gió. Hồng cho nãy cái đổ này mã gió. Đây cái này là khoác gì nè. Ôi chất len rất là sướng. Mấy chế nhận, tại vì em không có rành mấy cái chất này, chứ mấy chế mua mấy cái này là ngon. Size này chắc 60 kg đổ về quá, 100k3 nha. Lên mã, lên mã ngắn. Chả biết kêu nó mã gì. Con này 19k, kiểu phát chơi chơi nhẹ nhẹ này cũng được ha. 19k lên mã lưới trắng. Lưới trắng à, em có nguyên cái set nè, áo là áo len này thì co giãn 52-53 kg cũng được nha, 55 kg cũng được luôn. Cái này là mặc như là cái yếm gì đó mới chế, nguyên xét đi. Này, em tự ghép vô rất là đẹp nha. Dạng baby doll á, 55 kg đổ về. Rồi nguyên xét này 40k. Lên mã xét. Mới tin này nha. Mới không tìm vết. Một con này con chút gì em chả biết, nói chung là nó đẹp. Giống như mông tư ghi. Lên mã rê luôn. 19 tiền. Rồi em khoác này 100k3, 60 kg đổ về. Chống nắng, lên mã chống nắng đi nha. Chống nắng. Phát hiệu em cũng còn mấy cái nữa chứ. Rồi em này 19 luôn đi, cái màu này ngọt. Ngọt ngào. Chát chết. Ở bên đây á, nó phải ép tháng mấy trăm đơn mà nó xếp như ruồng bò vậy, còn tồn đơn quá trời. 19k lên mã phát hồng. Hỏi là không hề thấy ai. Em có gì đó phát hiệu nữa nha mấy chế. Rồi jogger tiếp, size này tầm size ML nha. ML lên mã cột dây 100k3. Em lụa nè, size M, lên mã lụa 100k3. Lụa phi nhung. Con này đẹp nè. Size SM cũng 100k3, lên mã sọc. Size S, lên mã dây 2. Dây 2 size em, có ai mua cho bé không?
anh ta. Mới đựng mới này hoàn hảo luôn, 100k. Mới 100%. 58 kg đổ về này, nhìn cái 58 kg đổ về. Lên mã hiệu 100k. Rồi em có một con hiệu cấp 3 nữa nè. Cấp 3. Ủa không, cần vợt. Cần vợt nha. Phát thể thao bơ bơ. Có dập hiệu luôn nè. Cũng này 60 kg đổ về. Lên mã hiệu 2. 100k luôn nha. Hiệu và hiệu và hiệu. 100k. Hai con này đáng lẽ là 100k3 mà nó dơ dưới gấu một xíu về mới chế giặt nha. Cái này em cũng bán 19 luôn đi. Mới chế nào mà tập yoga hay múa gì đó. 19 luôn nha, lên mã vàng nè. Chất nó rủ rủ nặng nặng. Vàng vàng. Cái quần jogger này không có phù hợp. Led jean 19 luôn nè, size S. Set M đều vừa nha. Lên mã bướm đi. Vàng cho Huyền Trân. Led jean này size ML lên mã 2. 19k. Còn em jogger size to. Size này size L. Size L nha. Lên mã L luôn nha. 19 tiền. Trong máy trong hội là không hề có người khác nữa. Ui con áo này bữa bình thường em bán là 670, nên bán 100k3 thì mới chế luôn nữa đấy. Nó của Asics nha, nó đánh S, ít S nhưng mà tầm S lớn á, tầm 52 kg đổ về á. Có sọc một lớp, sọc một lớp không có sọc vải rồi bạn ơi. Cái này gì nè, 100k3 luôn đi, còn cái cho đi luôn. Asics cái này là mới thì mới chế lên mã áo đi. Asics còn em body len áo xám ép. Ồ cái đơn của bạn hôm qua là mình đi rồi nha, hôm qua cái đơn bạn mình đi rồi để cho bạn người dự phòng cho Tiên Nguyễn. Nó này mới luôn, lúc mới bán 70k. Một cái váy này mới tinh luôn nha, váy body size S. Xinh lắm. Hay để mặc ta. Dạo này mặc mở không? Váy body size S nè, 35k, 100k3. 35k ủng. Em ai có đơn thì lấy. Không em để em mặc. Không, nó mới lắm luôn. Sao con không viết bài đi? À, tìm em mấy cái áo tập. Còn em này là size M đều vừa nha, mặc đi chơi cũng được nè. Đó, đẹp nha, con này mới tinh luôn, 100k3 luôn, lên mã nâu. Chị mặc cái đầm hồng vô em coi. Chị mặc vô đẹp là chị để chị bán. Ủa chị để chị mặc luôn. Nó đẹp lắm. Sợ mặc body không vô. Nói chung cái này đúng vô mùa là người ta bán cái áo này á 80-100k. Mà giờ là vô mùa lạnh rồi còn gì nữa. Mùa váy len. Đây. Mặc cái ghen thịt bụng vô là đẹp. Thấy không? Chị là M nhỏ tùy phơm không biết nữa. Chị 50 kg lấy này coi giãn mà. Cái quần mới dường như là 100% là 35k. Nó để size S nè. Ai cần em đo eo cho. Cái này nó coi giãn.
tại vì mình sợ mình mở nhiều thôi, nếu mà dán mở chắc rồi sẽ eo này là 69 đổ về thôi. Quần ống le rộng gì nè, con này mặc kia đẹp lắm. Đây chị 50 kg, 1m53, 54 đi, 53,5. Mặc thử cái quần đỏ này cho. Quần hiệu nè, nó có luôn cái móc ở trong cái chống tuột. Con à, con viết bài đi. Con đi phá hoài mở nước chảy tùm lum. Trời ơi, em cứ giờ đó sắp chín mặt cũng vô. Đó, quần đẹp chưa mà mình luôn. Xe ép nha. Ngoài 35k lên mã siêu phẩm luôn đi. Luôn như ly rượu đầy. Thôi cứ quần này ra. Đùi có túi nè, 19 luôn nha. Xe này tầm xe M á, xe M lên mã đùi. Cái màu xanh sao chị là cái quần gì? Tím. Rồi em lên cho mấy chế brand. Có ai mặc tăng tặc không? Nay sale 50 nè. Tăng tặc có mút nha. Này em còn size S với size XL á, 50k. Ở trong là có cái miếng nịt nha. Size S với size XL 50. Cái gì con? Sao cái giúp chị, cái đồ giúp giúp chị này vô dụng vậy? Tại vì nó hết rồi, còn cái chút 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 chút.
chính nè, đúng sắc không, size S, size M đều được nè. Mà sao nha, đây là nguyên cái miếng mút như là cái xốp á, đây lên mã chữ nè, 19 luôn. Con này tập S, tập S 100k3, xuất sắc chưa. Đây lưới nha, lên mã lưới đi. Trời ơi mấy em ren này nó đẹp, đỏ 29k lên mã đỏ nè, chữ cho Tú Nguyễn Thanh. Ôi tôi mới đóng hàng của bạn rồi mà không biết có đi chưa nữa. Chữ cho Tú Nguyễn Thanh rồi. Bên đây sao không thấy ai nói gì, không thấy trong hội làm như nó bị lạc giữa dòng đời. Của em là siêu phẩm, còn tay em là mấy chứ. Size ML đều được nha, 29 luôn nè. 29 nè. Lên mã tem đi. Đỏ 29 cho Ngọc Hân nè, chút xíu chị đóng cho em. Đó bra ren nè, xuất sắc không? Đó. Cái này size M, size L mới lắm nha, 100k3. Size M, size L lên mã hồng. Ren là cận chất ren. Con ơi được giọt nước nữa, con có em màu xanh này nó giống màu đỏ nè, 29 luôn nha, lên mã xanh nè. Cái này cũng 29 lên mã đen, size S, size M. Con này yếm đẹp nè mấy chế. Ngoài sao có này nè. À mấy chế có xem ốc ngực không? Ngực xả luôn. Đây đây, nó như yếm nha, con này 35 nè. Lên mã yếm, size S, size M đều được nha. Mút dày 2 phân. Đó. 100k3 lên mã yếm. Một em lụa nữa nè. Trời xin chưa móc cài phía sau, cái này mặc với blazer gì đó size S. Sao móc nè, 29 luôn nha, lên lụa. Có áo tập hả? Áo tập thì hôm nay để riêng á, không có để chung. À, trời ơi có em su này nè. 19k luôn, trời ơi su dễ thương không? Mới tinh lên mã da. Đẹp quá vậy. Tôi ít có bán su, không được su tôi dục tôi lấy mút. Lên mã da nha mấy chị. Có lấy áo ngực không? Áo ngực mới luôn. Em
này để cho mấy chế 40k luôn đi. Bán lên cái gì cho nó trống chỗ. Cái này là áo mới luôn á nha, không không phải hiệu nha. Áo mới thôi. 40k. Ngực mới nè, vú đẹp, vú gì? Vú lép gì vô, dày 3 phân, đệm 3 phân. Em để 29 luôn đi. Không quen bán mấy cái quỷ này mà mua linh tinh giờ. Không có chỗ để. Đang về mấy kiện tập, không có chỗ để. Cái này sai gì không thấy đường. 38, 36. 36B hả? Tầm xem mờ cái mấy chế 36, cấp A, cấp B thì cũng được. Cái này nâng lắm. Áo cam là 40. Cái này nâng lắm nha. Để em nâng 3 phân nè. Cấp A hoặc cấp B thôi. Cấp C nó trào ra ngoài luôn. Tại nó nâng nhiều nè. Đẹp lắm. Mới luôn nè. 29 nha. Lên mã đỏ nè. Coi theo này nha. 75B nè. 29K lên mã xanh. Mút dày 3 phân mà có cái đệm riêng cái này nhé. Em móc ra được nó sẽ mỏng lại nha. Ôi con này xịn nè. Cái này mới chế vô vô chợ thôi, đừng nói vô shop. Là 130. Mới luôn nha. Lên mã xanh. 75B nữa nè. Lên mã cam. Cái này toàn đệm dày mà có cái mút riêng á. Có cái chỗ lấy mút ra để cho nó bớt dày. Đỏ 2. 75B. Cái này thì không có chỗ móc. Xuất sắc. Đó 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 đó. Em nhét vô lại đi. Nó nằm một tay em chia ra rồi. Em mà móc ra lung tung á là nó. Cái này cũng đẹp nè. Cái này là 75A. 75 cấp A, đệm dày 3 phân. 29K. Mã xanh, cái này là 75A nha. Mã đỏ nè. Trời ơi, con đỏ này đẹp. Mã này đẹp dày không mấy chứ. Ai phiếu bé bé. Màu hồng nữa nè. 29K tạo khe ngực nữa nè. Đỏ 2. 75B nha. Hồng. Hồng này rồi. Đỏ 3. Toàn là áo mới nó chế màu xanh nè. Màu này đẹp quá. Đó, mấy cái này là nó có cái túi để mà mình nhét cái mút thêm. Nhét thêm nó ra, không ai chơi, không ai chơi với vú mà mấy chế ơi. Không ai chơi với vú lên lên cái khác. Em lên cái này mệt luôn. Phải nhìn cái số, cái số lên ở trong nhỏ cái hồ beo. Mua cái đi ra mất tiêu nên mới bán chung vậy cho nó nhanh, cho nó có đi đơn chung đơn. 29 luôn nè. Bình thường bán này 35 á. Set M nha, lên mã dài nè. Một em siêu phẩm ren nè. Rất là mới size M. Mới có đường chữ ở dưới luôn nè. Lên mã đen. Mã nãy mã gì? À mã đen. Con này cũng đẹp nha. 29K, cái này size L. Lên mã lá. Lá xanh xanh. Một em này nè. Dây đen phía sau cũng 29 luôn. Đẹp. À, lên mã dây dây đen. Cũng giống giống nhau. À, cái con này nó hơi dạng như bị ố ố một xíu về mới chế ngâm tẩy hoặc mặc ở trong thì cũng không sao nha. Con này em để 10k đi. 10k xem M. Lên mã 10. Trời ơi, móc cái mút xong cũng đủ tiền mấy chế ơi. Ngồi mấy chế còn xem gì nữa. Con yếm thì đẹp quá trời, không ai lấy ta. Mút dày nè, mút dày 2 phân có gì nè. Có mắt cài phía sau nè. 100k3 nha. Lưới mới tinh luôn.
sexy chưa? Rồi lên mã yếm. Cái máu ra trong cái trong hội này là em không thấy người xem luôn á. Đồ ghim bạn mặc sao gì? Đem lên lại coi. Đùi á, đùi tập. Còn ít hả mấy chế ơi. Chú ý quần lỡ quần dài chứ quần đùi đâu có bao nhiêu. Kẹp tóc hồi nó cũng tụt cái quỷ này luôn á. Không có áo tập dài bạn ơi. Áo hả? Nó tăng tập còn mấy cái nè. Size M nè cho mấy chế 52 kg.
đừng có lại lấy cái băng keo này nữa. Đã bây giờ không có mua được, xài tiết kiệm. Cứ đi lại lấy băng keo của mẹ hoài à. Cho băng keo kia thì không xài. Cái gì mà mình cần xài nữa là nó lấy. Cái băng keo mập mập ra tí. Phương Hoàng. Phương Hoàng mặc size XL hả bạn? Mình còn bộ dài nè. Bộ dài size L mà form này nó to, XL mà cũng được nha. Đâu chắc là cái đống này ngán. Nè bạn gì đâu, thích trụi nè, 50k nè, size S nè. Nguyên set nha mấy chế. Nguyên set quần cạp cao, áo crop top 120. Này là mới luôn á, có mút nha. Ờ, mình đọc size L mà cái này là size L nè. Bạn nhiêu ký? Bạn nhiêu ký? Còn không thì lấy bộ xanh này đi, xem M nè. 70. Size 5 tầm S, SM nhỏ nha. SM nhỏ 50k nè. 48kg. Bạn có lấy cái đùi xanh nãy không? Cái đùi 50 á. Cái này nó heo này không phải nai đâu nha. 50k lên mã xám, size SM nhỏ, eo tầm 66. 66 đổ về. Còn con ren nữa nè. Ui, con ren sexy nè, này nãy lên chưa? Lên rồi. Xem M nè. Rồi để mấy bạn kia dặn đi nữa. Ta dặn 5 cái mình chưa bóc ra được cho người ta nữa. Rồi tôi bóc cái quần nè, cái quần đâu? Đây. Quần xám 50, đây nguyên set nè. Đó, nguyên set nè. Rồi bán 70 luôn đó. Cho nó nhanh nè. Rồi lấy đùi không lấy áo không? Ok luôn. Ngân Thu lấy đùi không lấy áo xem M đúng không? Viền xanh là 50 ok luôn nè. Rồi ai lên set 70 cái áo không bán 35 rồi mấy chế. Size S thôi nha. Đó đúng rồi. Ghét không tôi ghét. 70 nè. Cái áo khóa luôn đó. Hôm nay size S nữa nè. Màu dài áo không? Thôi tắt lẻ đi mệt quá. Áo mút liền nè, viền nè. Bán 40k thôi. Mới lắm nha, lên mã mút liền. Cài sao nè. Có ai thích lấy xếp nữa thì em bán 101 thôi. Rồi. Bạn thấy cái này nó viền xanh xanh thì nó hợp nè. Viền xếp 101, kiểu như quần 70 nè.
CS nha. Domios 60k. Quần tới bắp chân nha, 60k. Hiện Domios lên mã mã quần. Quần cho mốt đẹp nha. Rồi ai có size M bút liền nguyên bản luôn nè. Con này đẹp. 40 luôn. Mút liền nguyên bản 40k. Lên mã mút liền size M. Em ghép với quỷ này á, em ghép nguyên quỷ này size M nè, quần mới nguyên luôn nha, hiệu Avia là tem cũng rất là mới nè, này là em bán 120 nè, chế lấy nguyên cái này luôn đi, này 40 với cái này em bán 90 thôi, được bán 120 đó thành 130, trời ơi, giống như mua quần tặng áo. Tiên Nguyễn lấy cái này không? Size này thì size M nè. Lấy thì ok nha, không thì để cho cái mút liền. Rồi, 130 luôn. Còn cái gì nữa không? Áo bờ ra không? Làm biến bán áo bờ ra được. 10k. Size L nha. Size L này áo bờ ra nha. Có S không chị? S nãy giờ đưa lên đó. Áo bờ ra này 10k thôi. Thấy cái này mà nó có dơ tí xíu về giặt cái là nó trắng nha. Size L 10k lên mã L. Áo sọc này nãy em lên chưa, 19k nè. Con này mặc vô rất là đẹp. Tiếng phá gì đó con, có viết bài không? Lên mã sọc xanh 19 tiền. Trời ơi em like trong họ mất pin của em chứ không có thấy ai. Nó hiện comment rồi nha. Rồi 19 tiền áo len mông tơ ghi màu hồng mới chát. Size 95, size M, size M, size L gì đó. Lên mã hồng. À, còn hai cái đùi, còn cái đùi hai lớp màu tối hả? Size M các em. Màu tối còn nhiều. Màu này em ơi, nó có viền viền gì nè. Này được không? Viền nè, viền cam nè. 50k. Cái này size lớn nè, size L. Chất gió nè, size M nè. Viền hồng nè, 50k. À, cho mình thêm cái quần dài hả? Cái đó size S nha. Sọc xanh. Cái nào, cái jogger nãy hay là cái jogger hay là cái này ta? Cái này size S sọc xanh. SM nhỏ. Eo này 71 đổ về là mặc đẹp. Đó 70k luôn nè. Nó màu xanh ghi ghi nha, xám xám xanh xanh. Lên mã xanh. Cái sọc nào? Size tầm size M thôi mấy chứ ơi. ML gì đó 70 ok cho Tiên Nguyễn nè. Ui da. Size M nha, eo này 73 đổ về đó, 40k. Con lo viết bài đi con đi. Con đi vòng vòng con quẩy phát. Con áo khoác 100k3 nữa nè mấy chế. Trời ơi, áo này vô. Một cái lai khoác người ta bán đó là 50-60k. Eo này quên lộn. Cái này 57 kg đổ về nè. Lên mã khoác đi, 103. Có ai ủng hộ mớ quần đen của em không? Quần đen không em mà biến like quá. Còn thôi thôi không có lấy keo đó nữa. Không không không. Chơi keo khác. Keo vàng, keo gì ba mới mua đó. Quần trên ghế sau lưng bạn. L rồi. Không biết chỗ dưới hay trên nữa mày. Cái này M lớn L nhỏ nha. Em này tầm 78 đúng không?
viết bài xong đi, con viết xong hả, con tập thấy ghê, thôi con đi lên lầu đi, con không viết bài, đi lên lầu đi, ở dưới đây con quậy quẹo 70k đi. Dạ, con mở sọc, con đi vòng vòng vòng, con khóa quá. Dạ, hôm nay con nghỉ dưới đi, mẹ con. Chắc dẹt rất là đẹp nha. Size S, nâng mông, em này 80, mới cứng, 80. Tại vì nó còn màu đen, không nó giống giống nha, em làm biến like, chế ơi. Size này size size M chất dày nè. Rồi em này 70 luôn nha. Lên mã M. M. Đùi hai lớp nè, đùi hai lớp mã này ở trong nó là chip. Chứ không phải là cái đùi kia. Đó nên em sale 3500k3 luôn nha. Này SM gì cũng được hết, SM luôn. Nè. Lên mã mã đồng giá đi, 45kg cao 1m55, size S là S chuẩn luôn á chứ không phải S nhỏ đâu nha. À, con xin lỗi thì con đã làm mẹ mất tập trung. Không có gì, mà nay kêu con đi lên đi, con đi phá vòng 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 nạp đồ nạp hết. 1m55 45kg là S, S chuẩn. Size M nè, lên mời con em hồng này đẹp nè, lên mã viền hồng nha, 50k. Con đừng có lấy keo của mẹ phá nữa, con này rất là đẹp nha mấy chế. Xem mời ngoài sau lưng nó là cái chéo nè, hình như là con này size S, em có một con xem mời chéo ngoài sau, trời chéo ngoài sau hình lộn. Rồi này mà ngoài trước nè, này ngoài sau nè. Đó, size SM nha, con này dày đẹp lắm, 100k. Lên mã chéo. À, viền hồng cho đủ em. Em coi cái đùi phía sau với cái đùi nào em ơi, ngoài sau không chắc là đùi đâu nha. Cái này size S nè. 50k. Cũng mai vỏ vậy nè, cái này S nhỏ thôi nha mấy chế, em 65 thôi nha. Báo cái eo rồi đó. Ngố size S luôn, cạp cao. Em này rất là xịn. Em này rất là xịn nha. 80k. Lên mã ngố. Xanh cho Thu Ngân, xanh nào? Xanh này best. Dựa không em? Này size S em 65, 66 đổ về thôi nha. Size S bé lắm. Thu ngân ok ha. Ngọc Huyền lấy quần nào? Quần ngố hả? Quần ngố size S luôn nha. Này ngố này còn size L nha. Ngố này còn size L, ngố này mới luôn nè. Này là em sale 50k. Tại vì em có nhiều, chấp thêm bao đẹp cho mấy chế. Size L, eo 75, 77, 78 gì đó. 50 tiền. À, em có cái quần ASICS này đẹp nha, size S. Hiệu ASICS luôn nè. Mới tin. Đó, size S thôi nha, hiệu ASICS luôn. Rất là mới. Đó là nó chạy cái đường sọc lên nè. Em này 100k nha. Lên mã hiệu. Ngố S 80 của Phương Hoàng. Viết đâu nữa rồi. Em ốp cái này vô đi. Thấy. Ngố S của Phương Hoàng. Hiệu quá đẹp luôn, 100k. Hãy xem cỡ size gì nữa mới chết. Mai em like chút xíu em xuống thôi. Một em hiệu Galaxy nè, 70k nha. Size S, eo này 60, eo 65 đổ về thôi. Bé bé xinh xinh cho mấy chế 42, 43kg đổ về nha. Size S này S bé nè, 70, hiệu Galaxy. Lên mã đen.
gió nè, 100k3, lên mã thể thao. Thể thao một em đen này đẹp, cạp cao, size này size S này, S lớn, eo là 69 đổ về, có túi hai bên hông chất dày đen cho Nga. Nga Trần này khách mới nha ta. Cái ca lên di xe S nhỏ không bạn ơi, L62kg. Nga Trần ơi, cái này đúng không? Cái lên di xe S nhỏ nè, 42kg rồi đổ về thôi nha. 70 Nga Trần. Còn set này nè, nguyên set đùi nè, 70k nè, móc luôn đùi hai lớp, lên mã XL nha, đùi hai lớp nè, áo như rớp tớp vậy đó, 70k lên mã không có ngố đen rồi. Size này size ấy nha, size 6. Coi size. Cái này buồn lỡ cái hiệu. Hiệu này để cho mấy chế 120, hiệu Lulu có size 6, tầm size M lớn, L nhỏ, em 75 đổ về. Quần đen có túi dưới chân chị size gì? Đâu có túi đâu em. Chị đọc rồi, sang M cái gì đó, SM nhỏ gì đó. Mấy chế cứ đọc cái mã nha. M70, trời ơi. Tới giờ tôi mới nhìn thấy Loan Dương. Chết luôn rồi. Chứ đen nó nằm một đống. M70. Chà. Này size S mà. Size S mà tình yêu nãy giờ em cứ lên size M không? Không nhớ toàn size S không mà ta. Cái này không? À Lan Dương ơi, cái eo bạn tầm bao nhiêu? Cái này M nhỏ phải không bạn ơi? Phải cái này không? M nhỏ eo 72 đổ về nè. Cạp cao nè. Đúng cái này thì ok dùm cho mình nha. Bây giờ nó đen đen á. Chả biết nó là cái nào. Nè, S nâng mông nè, đẹp lắm. Em này 80k thôi nè, lên mã nâng mông đi. Xe S mờ nhỏ vong chen chất dệt dày nha. Mới tinh 80.
ngươi lên mã nâng mông. Cái mờ nào ta? Nãy giờ là dường như em đâu lên mờ đó ta. À hay là mã 70 là cái nguyên set sẽ ít lời vậy bạn. Chỉ cần á con trượt qua, trượt cái đường ray qua vậy nè, trượt qua vậy là nó ra rồi, con làm gì con phải lấy kéo lấy đồ chứ ạ. Nãy giờ em lên xe ít không ạ. Nè xe M nè. Xe M màu đen nè, em này cũng 70 nè. Ai lấy cái này lên mã. Tại vì nó đen đen thì chứ mà nó qua rồi để em không biết đường kiếm á. Lên mã kẹp đi. 70k size M lên mã 81 có cái kẹp. Hồi nó ai bấm tay coi đậm lẹ, đậm đi đậm lén nên không cỡ ra được mẹ. Đây nè, để mày giải cho con chuột qua một bên nè, nó là cái đường ray mà. Gỡ kiểu đó sao được. Đây một con này chất đẹp lắm nha, kéo lưng phía sau. Ừ, 100k size SM, ơi size M, cái này size M nha. Chất rất là đẹp, nó chéo ngoài sau lưng. 100k dài miên man, lên mã chéo lưng. Dễ thương, size S đây. Size S này 60k, lên mã xám. Size L em cũng để 140 luôn, trên máy chế 58-60kg mặc cũng vừa luôn nha, coi giãn cơ.
tốt, co giãn tốt. Oh, hello Tâm lại. Đó, 110k luôn. Trời ơi, cái quần không cũng mua hết nhiêu mà. Quần bán lẻ ra cũng 100 mà mới tin. Tâm lại nè. Nè, em thấy quăng cái đùi trắng hả? Cái đó sẽ mờ em ơi. L Liên Hoa Phan. Liên Hoa Phan lấy cái size L này đúng không? Rồi ai có đơn nhớ inbox cho em nha. Thuận nghiệp cho em gái. Ngồi like xong mới chế không inbox là em không tìm mới chế được. Ren mới lên quá trời á. Liên Hoa Phan. Nghe tên quen quen ta. Khách cũ hả? Đây nè, cái ren này nè, nó bị lủng lỗ nhưng mà mình mặc ren thì nó cũng đâu có gì đâu. Mấy chế lấy để mấy chế 10k thôi, giống như là cái gì màu hồng đó, như là cái gì ta, như là mặc ống ngực, như lấy cái mút thôi đó, 10k thôi nè. Mới tin rồi nha. Lên mã vàng, cái hồng tạp tạp hồng quần xanh, thằng nhỏ 101 đẹp sexy, form này rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? 101 nâng mông luôn. Size M nhỏ. Ren ha. Phạm Ngọc Huyền, Phạm Ngọc Huyền nãy giờ có đơn chưa bạn ơi? Để mình biết mở. Bỏ cái rổ nè. Ren yếm nè, 35k, 100k 3. Đây đây. Size size M nó dạng cái yếm nha. Mút dày 2 phân. Sao nè, 100k 3. Ren bạn mặc size gì? Size M, size L nè. Bản sexy nè. Này thì 29 nè. Còn áo tập mà tại vì mình không có để ra ngoài này. Đó, lên mã, mã cột đi mà sao có cột dây nữa dễ thương. Đây cái này nó bị dơ dơ nè, 10k luôn đi nha. 10k 10k. Đơn của Phù Thị Thái đi rồi đấy nha cưng. 10k lên mã 10 nè. Này đi đơn mới nha, 100k 3. Em lên sơ mấy cái ren rồi em thấy cái áo tập thì em thấy ở trong. Xem ML đều được nha, em này 29 nè. Lên mã lá đi, 29 luôn nè. Size S, size M, size L gì cũng được. Tại vì cái này, kiểu này nó mặc dạng như nó thoải mái á. Dây nhỏ nè, 29k. Này cho Ngọc Hân. Con này là siêu phẩm nè mấy chế. Chữ dưới nè, rất là mới nha. 100k 3 nè. Lên mã siêu phẩm đi. Dây nhỏ Phạm Ngọc Huyền 29. Một em xanh cũng 29 luôn, size M nè. Ren mới không có bị lỗi lầm gì nha. Này cũng 29 lên mã dài nè. Siêu phẩm là em nào. Ok, siêu phẩm 29. Nè cái áo tập size S nè. Trời ơi cái này mà để qua siêu phẩm em bán là 50k nha mấy chế. Này 35k nè, 100k 3, size S nè. Mới lắm luôn. Chị tên Yến hả? Chị tên Yến size gì? Tên Yến nó size M, có mắt cài. Em nới ra nó vô gì cũng được. Con này đẹp lắm, 50k. Ủa quên, 35k. Size S nha, nên mã tập đen. Dài cho Phương Phạm Ngọc Huyền. Đây, em này size M nè. Size M. Của em ren hồng đẹp không? Size M nha. Đó, 29 luôn, lên mã hồng nha. L nào em? Mút liền. Mút liền lấy cái này không em? Ren chỉ còn cái mút liền siêu phẩm 100k 3 nè. Đẹp ghê luôn.
đẹp xuất thần luôn mới tin. Này có hiểu luôn á. Nó có cái đường này, đường gì nè, cái đường xương á. Nó sai L nha, lên mã L đi. 100k3. Con này 19 nè. 19k CSCM lên mã trắng. 19k CSCM lên mã đen. Mút liền. À mút liền chỉ còn cái mới tinh kìa, 50k. Con này size S nha. Size S con này mới luôn nè, 29k lên mã dạ quang, cái này dài luôn á. Mút liền là áo tập hay áo này nha em ơi, cái này áo bra, áo ren. Cái này lên trắng 219 nè. Cái này như cái áo luôn nha, lên mã áo đi xem M nè. 29. Con này cũng 29 luôn nè, rất là đẹp. Một set L. Một set L. Cái này lên mã trắng nè. Trời ơi, em không có ghép set chị ơi. Tại vì cái đó nó có sẵn. Ghép set nó không vô gì trơn. Xe M nè, 100k3 nè. Ôi áo tập tôi không có để sẵn đây. Có một cái mút liền này, áo mới luôn 50k. Lấy đi, lấy đi. 50k.
siêu phẩm nhưng mà nó bị ấp màu tí xíu là màu xanh rêu rêu á. Cái này bình thường em cũng bán 60 trăm ca ba luôn nha, lên mã rêu trắng Tiên Nguyễn, trắng hết rồi, lên mã rêu nha. Con này cũng bị dính đầy tí xíu về mới chế chịu khó tẩy tẩy ra áo crop top này xem mờ. Nó để L nhưng mà M lớn nha. Nó để L nhưng mà M lớn, con trang cũng 103 luôn. Cái này size L mấy chế ơi. Cái này size L nha, lên mã crop. À chế size L nè chế ơi, chế thích đùi không hay chế thích ấy? Chế size L là lấy nguyên set này đi. Lưới nè. Chế size L lấy cái này em tính 80k nè. Chế 62 kg nè. Lấy nguyên set này không? Áo crop top nè. Chế 62 kg tình chị qua sóc cho liên hoa không? Chế liên hoa ơi, chốt nguyên set nè, 80 nè, áo crop top luôn, không có bị lộ nè. Con này đẹp nè, mấy chế xem mờ nè, xanh đẹp mới tinh luôn rồi, 103 luôn đi, lên mã xanh lá nè. Cái này bị ấp màu rồi, trắng đẹp quá, cũng rất tốt luôn, size M bị ấp màu, bán cho mấy chế 20 lên mã 20. Áo kiểu áo gì nè, 29k. Cái này áo kiểu nha, nó có mút luôn, size M nhưng mà nó không phải chất dày để mà tập nha, dạng kiểu chất len, chất gì ta, len tâm gì đó, chất này nè, 29k, lên mã kiểu. Đỗ An 20, ok. Nãy Đỗ An có cái quần bùi thôi không? Rồi gì nữa? Còn gì nữa đâu mà không mới. Sau này còn cái tăng tập xe M, ML bon chen, cái này cột ra sau cái cổ của mình á, 40k luôn nha. Cái đây nó có đồ mút nè. Kiểu 29 cho Tiên Nguyễn, size ML bon chen nha, 40 lên mã áo, có mút luôn nha. Áo em dùng một cái đoạn dài gì nè mà size L nè, em dùng đâu rồi, cái ký này ngọt quá. Ký này em xả nè, hết thanh xuân, hết thanh xuân thì đi ký này mà xả nè. Đây một em size L 103 luôn nè, lên mã hồng đi, size L nha. Áo cho 40 cho Đỗ An, áo mới đây chị đâu rồi đó. Còn gì nữa đâu, dù có cái áo mà chút chị lấy vô cho. Áo rất top L, rất top L không, rất top L là cái này nè, như cái này không, tâm lại 35 nè, dính dơ đây tí xíu nha, lấy thì ok nha. Có cái mút liền nè, size L mà Undi Willo này, mặc hai áo ngực được luôn, đẹp. Size M siêu phẩm, bữa bán 70 nè. Size M này M nhỏ thôi nha mấy chế, tại vì cái này S mặc cũng được nha. Zoom suit làm gì có. Cái này 70 nha, Uni Willo size L, còn tem đầy đủ ra, bữa bán 80 xả nè. Cái này mặc thành áo ngực được nha, cái này ai sợ sexy thì mặc áo ngực, còn không sợ thì mặc tập vẫn được nha. Rất là đẹp. Đó, lên mã Nhật nha, rất là mới luôn, còn tem. Cái này nó tầm, nó để M mà tầm S thôi nha, 45 kg mặc cũng được nha. Tại vì cái bảng này á,
cái bảng này nó dày, nó chế size M á thì nó mặt nó hơi kích cái bảng, tại vì nó có nhiều mắt nè, ép mặt là ok hơn. Đó này bữa em bán 70 nè, em sale 60 nè, lên mã sale đi, nhập cho Tâm lại ha. Rồi thành áo ngực đi. Rồi con này sale 40 luôn đi, sale M luôn nha, lên mã nâu. Lấy cái quần size L này không, 80 nè, hiệu đang skin nha. À mà cái này mới chế cái đồ cặp cao màu xanh, chất dày đẹp, eo này 70 74 78 77 thôi. Xả là áo crop top size M, size SM 100k3, lên mã đen. Thế nào size to nè, 40k luôn, size LXL nha, 65 ký, lên mã dây. Rồi hỏi mút liền lấy con nai này đi, mã này size M, quy chế nào có một cái nè. Tâm lại em lấy con này đi, để em 90k thôi, em có thích màu mèo, mút liền nay nha, vì bữa con này nó không xuất sắc bằng mấy con kia nên em xem 90, chứ cái họa tiết nó rất đẹp. 90 nè, này xem M, nó gần như rất tốt luôn, họa tiết đẹp ghê chưa. 90 lên mã 90. Hồi đó mấy chế ơi, không tìm được một áo cặp nhỏ nè. À đây nè, áo cặp sử dụng nó mất. Mai mua áo vú à, nó chế 90 nha Trần. Nha Trần nãy có món gì vậy ta? Nha Trần ơi, nãy bạn có món gì để mình biết mình bỏ vô nè. Cái này của bà nào vậy ta? Con cá chắc xả ra quá. Mã nâu, nâu 40 nè, rẻ bèo. Nga Trần ơi, nãy Nga Trần có cái món gì thế? Kalenji hả? Ủa cái này Kalenji này size S nha, nha chị. Cái này chị lấy nãy cái 70 Kalenji này size S nha. Còn cái áo này là size M á, M này M lớn cũng được. Mút liền hiện nay họa tiết đẹp ghê luôn. Rồi còn em hiểu nữa nè, size M đây đây, em hiểu size M 50k sexy đẹp. 50k lên mã hiệu nè, đẹp phải không? Tại vì không có phải like siêu phẩm nên em không có lên mấy con này. Em size S 80 nè, nó như cái áo luôn nè, quai xả hiệu nè. Đó, hiệu cho Tiên Nguyễn nè, hiệu hết rồi em ơi. Cái đó size M mà, cái này size S nè, ở trong có cái tập nè, bữa em bán 90 luôn nè mấy chế, thấy không? Đó, cái này là cái áo luôn nha, tức cái bịch tăng tập của em như vậy. Cái này là một cái áo rất tốt, mới chế mặc đi chơi cũng được luôn. 80 lên mã áo hồng. Cái bịch rất tốt em dành tao mất tiêu. Em mặc cái lúc ra em nghỉ nha. Mệt nó rồi đó. Tại vì biết sao không, lưu đơn. À đây, lưu đơn cũng mới chế được, cái nó lộn với hàng. Hàng giữ đơn với hàng.
em lười em không đem ra đó. 40. Tay áo tăng tập nè, hiểu luôn nha, luôn đôn luôn gì đó, 100k3 luôn đi, CML nha. Nó có thêm cái này để nó che khuyết điểm nè, ở trong có mút nè, ghi cho Tiên Nguyễn rồi nè. 40. Anh Tâm Lê sao rồi, cái này lên mã áo đi, 100k3. Rồi CL nè, chế nào CL nãy đòi áo tăng tập nè. Cái này hiệu Fila, ở trong này là nó có mút hết nha. Cái này CL nha, nó dạng như rớp tớp hay ngắn ngắn nè. Áo cho Tiên Nguyễn. Tâm lại lấy cái này không, Tâm lại lấy cái này không, hiệu Fila nha. Em này 50 nè, này nó hơi ngắn ngắn nha. Đó, Fila đó, size L đó, vừa size đó. Áo ba lỗ nè, ba lỗ size M, 50 luôn nha mấy chế. Lên mã cam, con này nó chói quá luôn. Ui, con này 20k size L, USA gì nè. Lên mã sọc. Đây em còn cái tăng tập này nữa nè, size M. Này hiệu gì đó, cái hiệu gì nè, quên, Mizuno gì. Size ML, cái này hơi bị dơ xíu nha, 100k3 luôn, mới chế về giặt cái là nó mới nè, 100k3 luôn nè. Lên mã tăng sọc. Sọc này cho Tâm lại nè, sọc Tâm lại 20. Sọc em hết rồi chị Nga Trần ơi. Cái này nó bị phai phai, tặng cho mấy chế đi, cũng áo tập cổ yếm, bị lem lem màu nè. Size M, mấy cái hiệu gì đó em không biết, nó dạng cái yếm nha. Đó rồi, này lên mã tặng áo nha, tăng sọc 53. Chị lấy ba lỗ, ba lỗ. À cái này hả chị? Trời em cứ tưởng là cái sọc. Ok chị. Chị lấy ba lỗ này không? Ba lỗ tập nè, còn cái ba lỗ tập XL nè, chế lấy cái này không? Tặng áo vừa không ta? Tặng luôn đi. Đây chị lấy XL không? Cái này áo mới nha, không phải hàng hiệu đâu. Hàng mới. Này hiệu phách thôi. Ở trong nó có cái chun mút luôn nha. Đó này mình thường em cũng bán là 90, này cũng sale 50 con này nha. Size XL nè, 50. Còn cái đóng áo gì được đâu. À trời ơi mấy chế ơi, áo bơi nè. Áo bơi 35k luôn. Chất dày đẹp lắm. Nói chung độ mới còn cao, em mới bán nha. Cũ em không bán đâu, 50, 52, 53 ký đổ về thôi. Cũng 100k3. Lên mã sọc vàng. Áo này 10k luôn đi. Xe M. Lên mã thổ cẩm. Hàng em đem giống ở đâu mà môi. Nó mệt. Một em xe M nè, lưới hồng 100k3. Lưới hồng, lưới hồng, lưới hồng, sọc vàng 35. Phù Thị Thái, Phú hay Phù, Phù M là gì bà, mã hả? Sọc hồng, chút xíu là em khui thêm một tép nữa. Hôm nay hốt con Lulu này 120 nè. Trời ơi, tại vì bữa nay em mới sale. Lưới hồng Tâm lại vừa không em? Em thích mặc hơn đúng không? Nè em lấy con Lulu đi, mặc sướng luôn, quần lỡ nha. 120 cạp cao, tầm xe M lớn L nhỏ. Con có một con sale chứ vô cái like kia là 170k mấy chế ơi. Mời em xuống like nha. Tại
size M nha, áo crop top mặc đi chơi cũng được luôn, 50 luôn, lên mã họa tiết. Size S này, S nhỏ thôi, ai thích mặc ôm nha, được 79 đổ về thôi. Quần lulu 120, cái đó size M lớn thì vừa không, eo 75 đổ về nha. Con này mặc vô là nịch bụng đẹp cực kỳ. Còn để giá cũ là 160. Quần thì thái nè, size M lớn vừa không nha, sợ mặc rộng. Rồi 100k3 luôn đi, đẹp nhưng mà size S nhỏ nha. Đây size S nữa nè, mới chế M nhỏ bon chen lên mã hồng 100k3 đó. Chế nào size S nè, móc con này đi, khóa hồng nè 100k3, khóa hồng này cũng đẹp nè, lên mã khóa 2 size S luôn nha, 100k3. Này M nè, lên mã hồng M, hồng M size L lên mã xanh 50kg, tùy chiều cao em, với lại tùy người mặc người ốm nữa. Chị 50kg rồi chị mặc tầm size 4 á, bữa cái mặt nó bị khô nó ngứa. Khóa 2 Phượng Hoàng, khóa 2 hết rồi. Phượng Hoàng thư letter bữa hổng kiếm chị đó hả? Nhớ trước em có mua đồ của chị mà. Này là mấy chế không lấy, lại để qua siêu phẩm em bán đó. Đấy, cái con này đẹp quá mà có size M 100k3 không chế nào lấy màu này hả? Màu này bao nhiêu người ưa chuộng đấy. Màu xanh lá sọc sọc chất đẹp luôn à. 100k3 lên mã xanh lá. Size M hiệu Loli nè, nó để S mà nằm M. Sifi Line 100k3 luôn, lên mã hiệu xám. Nào mai mua áo thun cho em, chân tan để mặc luôn á. Áo này chắc đẹp lắm, 19k. Xanh lá của Phù Thị Thái nè, hay chưa? Nãy giờ giới thiệu mà mai thấy S nè, S khóa mút liền dày nâng nè, size S nha, khóa xanh cũng 100k3. Rồi cái này để cho mấy chế 40k thôi, đẹp, lên mã mút liền cũng size S. Mút liền mấy đợt cơ em mặc cái Calenji á, không biết chị dùng đâu rồi, có mút liền. Tâm lại có cái Calenji á, không biết dùng quăng đâu rồi ta. Có cái này này, siêu phẩm, không biết là sai gì đây. Này cúp to, dòng lưng nhỏ, chắc không vừa quá. Mút liền 40 của Phương Hoàng, con này đẹp lắm, mới cứng luôn thấy không. Giới thiệu nãy giờ mới mua, cái hồi lên thì hai người mua một lượt. Khô cổ quá ta. Em bra size L 10k, 10k lên mã 10 đi. Hình như chỉ còn cái áo nhảy mút liền giống nhảy hay gì đó. Này nó mất. Cái này em mặc chắc không vừa đâu. Này siêu phẩm màu đỏ nâu nè, 50k nhưng mà cái này dòng lưng nhỏ nha, cúp to, size M, mút liền nhưng mà đây tầm cúp B á, dòng lưng thì nhỏ thôi. Này, nếu mà dòng lưng to thì không vừa. Nè mà cái này nó dạng gân nè, size M nè,
lưng của bà nó rộng vậy? Bà phải size nhỏ hơn á, bà S cúp B á. Rồi cái ấy nè, dùng lưng bạn nhiêu? Này chưa căng thì 33, căng ra 70 chắc vừa ha. Dùng lưng bạn nhiêu? Để cho bà đi. Này ai có bé em tặng cái này đi, bé bé nè. Bữa nay mặc giống tôi. Cái này nha bé bé, à, lấy lên mã bé tặng nè. Chán ghê. Tại vì không phải là mình ăn nhiều mà tại vì không có gì để chơi chứ ăn đi. Phải gọi là trời nè, hồi nãy ai nói M70 là này chứ gì nữa không ta? S à. Ok, tặng bé rồi nha. À, chế nói chế nào kiếm xếp CL đâu trời. Ơi tâm lại còn cái này xe S nè em. Em mua cho ai hả? Em đâu mặc bữa này đâu phải không? Nãy em chốt sao cái 40 á. Mấy cái này đây, cái này. Đây, cái này cũng giống như cái kia cũng mút liền mà cái lưng này nó ấy hơn nè. Xe S nè. Tâm lại lấy cái này không? Rồi lên mã. Em lấy thì ok nha. Không mọi người lên mã S đi. À, vừa không, xét nha. Lấy thì ok. Kiểu này dễ thương nè, chéo chéo lưng nhiều. Em gái nó mặc xe S hả? Em gái vừa quê cuộc đời mà trong trắng, dầm mưa mà dãi nắng, và em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Anh cuộc vườn sau mặt trời trên đầu, ruộng vườn xanh màu mà ta thiết yêu đây đó chung lòng. Gì nữa mấy chế ơi, không thích sexy hả? Trời cái này đẹp quá, lấy mút liền. Gió sao áo bèo em thương anh không kể là giàu nhiều. Trời ơi mấy người áo khoác này sắp về thêm đóng để có chỗ để. Mấy chế có gì nó nói đi, tâm sự buổi chiều đi mấy chế ơi, nói hoài em mệt. Cái quỷ này tự nhiên nó làm cái móc gì, ai có đóng móc sao tao móc được trời. Mặt không ngực mà hai cái móc là thấy mất mất điên rồi đó. Thế nào bà, áo ngực hai cái móc là mất điên rồi, có đóng móc nè, chỉ có dân tập yoga như bà. Lấy đi bà ơi, lấy không, 20k cho bà đó. Bà sexy nè, xanh nào. Trời cái này này to đụng mà bà ơi, này xin LXL tập yoga nè, tay méo 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 mới gài được cả đống móc. Cái màu đó size lớn rồi, size chà bá, size XL. Nãy có ai có cái váy đỏ này em quên ghi tên, có một cái à. Quần áo áo là hết một ngày đấy mấy chế ơi. Mấy chế còn xem gì nữa không nè, cái này 20k nè, ai hốt gì đó hốt đi. Size M 20k, ủa này size L nè, cái này size L nha mấy chế, mã xanh là 20. Cuốn vườn sau, tại vì em chủ yếu em nhảy vô cái hội bên kia á, em like, em kiếm tương tác mà bên đó
xem luôn. Đành phải trở về.